Phó Tổng thống Kamala Harris đã chọn thống đốc Minnesota là ông Tim Walz làm người bạn đồng hành tranh cử với mục tiêu củng cố liên danh dân chủ tại các tiểu bang Trung Tây. Bà Harris là ứng cử viên duy nhất đủ điều kiện nhận phiếu bầu của đảng Dân Chủ sau khi không có ứng cử viên nào khác đủ điều kiện trước thời hạn vào tuần trước. Bà chính thức tuyên bố được đề cử vào tối ngày 5 tháng 8 khi Ủy ban Toàn quốc của đảng Dân Chủ DNC công bố kết quả cuối cùng. Bà Harris nói, người bạn đồng hành tranh cử mới của bà, thống đốc Minnesota Tim Walz, đã mang lại lợi ích cho các gia đình lao động. Bà Harris nói, thật tuyệt khi có ông ấy trong đội ngũ. Bà Harris đã đăng trên trang X rằng bà tự hào thông báo rằng bà đã yêu cầu ông Walz tham gia cùng bà trong liên danh tranh cử năm 2024. Trong bài đăng vào sáng mùng 6 tháng 8 trên X, ông Walz nói việc tham gia liên danh tranh cử với bà Harris là vinh dự của cả cuộc đời.